Nhật thực hành khuyên năm 2020 có gì đặc biệt? Điểm đặc biệt của sự kiện Nhật thực hành khuyên năm 2020 nằm ở thời điểm mà nó diễn ra ngày 21 tháng 6. Hiện tượng Nhật thực hành khuyên xảy ra khi mặt trăng, trái đất và mặt trời cùng nằm trên một đường thẳng. Nhưng mặt trăng nằm xa trái đất hơn bình thường nên không thể che kín mặt trời, tạo ra vành sáng nhỏ có hình khuyên chiếc nhẫn. Điều đặc biệt của Nhật thực hành khuyên năm nay là hiện tượng này diễn ra đúng ngày hạ chí ngày 21 tháng 6. Đây là ngày dài nhất trong năm ở bán cầu Bắc, khi cực Bắc của trái đất nghiêng về phía mặt trời. Nơi đầu tiên trên trái đất quan sát được lần nhật thực này là khu vực Đông Bắc Cộng hòa Congo. Người dân nơi đây có thể xem nhật thực hành khuyên trong 1 phút 22 giây, bắt đầu từ 5 giờ 46 phút giờ địa phương. Theo các nhà thiên văn, nhật thực hành khuyên có thể được quan sát từ khoảng 2% diện tích bề mặt trái đất. Nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ở một số nơi trong chưa đầy 4 giờ. Nơi cuối cùng được nhìn thấy một phần mặt trời bị che khuất là Đài Loan. Tại Việt Nam, chúng ta chỉ có thể chứng kiến nhật thực một phần, nơi có độ che phủ cao nhất là Hà Nội với 77%, tỷ lệ che phủ giảm dần về phía Nam. Cụ thể, người ở Đà Nẵng chỉ được xem nhật thực với độ phủ 65%, ở thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này chỉ còn 48%. Theo Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam, nhật thực một phần sẽ bắt đầu tại Hà Nội vào lúc 13 giờ 16 phút, đạt cực đại lúc 14 giờ 55 phút chiều ngày 21 tháng 6. Tại Đà Nẵng, nhật thực xuất hiện lúc 13 giờ 30 phút và đạt cực đại lúc 15 giờ 4 phút. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian nhật thực bắt đầu là 13 giờ 37 phút, đạt cực đại lúc 15 giờ 5 phút. Thời điểm kết thúc nhật thực là 16 giờ 18 phút ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó 4 phút, hiện tượng này cũng chấm dứt tại Đà Nẵng. Như vậy, trong 3 thành phố, Hà Nội là nơi có thời gian quan sát nhật thực dài nhất, thiệt thòi nhất là những người yêu thiên văn ở thành phố Hồ Chí Minh.